được tận mắt chiêm ngưỡng những hình ảnh tư liệu quý về Bác Hồ và được nghe những mẩu chuyện về Bác, đồng thời được tham gia những trò chơi bổ ích và nhận quà. Với cán bộ, giáo viên và các em học sinh của trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Đức Cơ, hoạt động này thực sự rất bổ ích và ý nghĩa. Đây là một cái dịp hết sức quý báu để học sinh biết được thêm nhiều cái sự kiện, nhiều câu chuyện rất là mộc mạc gần gũi về Bác mà trong sách vở các em chưa được tiếp cận. Có thể nói cái sự kiện này là một cái dịp để các em mở rộng thêm kiến thức và các em được tiếp cận thêm những cái hình ảnh rất là sinh động. Còn đối với các em học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Gia Tom, được nghe cán bộ của Bảo tàng tỉnh Gia Lai giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Bác Hồ cho đất nước, nhiều em đã rưng rưng nước mắt. Thông qua những câu chuyện kể về Bác, giúp các em thêm hiểu rõ hơn về cuộc đời của Bác trong suốt chặng đường bôn ba cứu nước. Các em bồi hồi xúc động khi được nghe những câu chuyện kể về Bác và càng thêm trân quý những tình cảm, công lao của Bác đối với sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Bác Hồ là một người lãnh đạo tuyệt vời, người cha của dân tộc. Bác có tính cách rất là giản dị. Ngoài giản dị thì ở đó còn thanh cao. Cuộc đời của Bác Hồ gọi là một trang giấy vĩ đại trong lịch sử của Việt Nam. Bảo tàng tỉnh Gia Lai chọn các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đức Cơ phối hợp với phòng để tổ chức các hoạt động ngoại khóa này là muốn đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và học tập làm theo Bác tại các xã vùng sâu vùng xa của các huyện biên giới của tỉnh Gia Lai. Và qua các hoạt động này thì muốn gắn kết trường và học sinh ở các vùng biên với bảo tàng và hơn nữa là muốn đưa bảo tàng gần hơn với anh em học sinh ở vùng sâu vùng xa. Đây là một sự ưu tiên đầu của bảo tàng dành cho các em cùng biên giới. Với những hình ảnh được sưu tầm lựa chọn từ nhiều nguồn khác nhau và được in sao lại để trưng bày, triển lãm Hồ Chí Minh những nét phác họa chân dung đã giúp người xem có thêm nhiều góc nhìn khác nhau về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ vĩ đại, tận tụy quên mình, hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước, cho dân tộc. Nhân cách cao đẹp của người đã tạo nên những giá trị nhân văn cao cả, có sức lan tỏa trong lòng mỗi người dân Việt Nam và sẽ để lại ấn tượng đẹp trong trái tim những học sinh nơi vùng biên giới của tỉnh.